Con số 0 là gì? Đó là sự khởi đầu của mọi vật sinh ra trong cuộc đời này. 8, 7, 6, 9, ngũ quý 0, anh thẩm định giúp em với. Đây là một dạng số sim mà nhìn là rất đẹp anh em ạ. Bởi vì trong dãy số sim này ấy, có toàn số tròn thôi, duy nhất một số 7. Con số 0 là gì? Đó là sự khởi đầu của mọi vật sinh ra trong cuộc đời này. Con số 0 là hiện tại, là quá khứ, là tương lai và cũng có thể là vũ trụ bao la. Thế nên anh chia sẻ với em là con số 0 là con số anh rất ấn tượng, anh rất thích con số này. Thế nhưng dãy số mà em đang thích nó có bộ số là 69, lộc, trường, cửu và đuôi là một dãy con số 0. Rất đặc biệt, rất ấn tượng. Thế còn đầu số 087, đây lại là đầu số vào nhà mạng Itel. Itel là nhà mạng con của nhà mạng Vinaphone. Và số SIM này ấy, cũng là đầu 08. Tuy nhiên nếu là các nhà mạng chính thì có thể là giá trị tầm từ 40 đến 50 triệu luôn. Thế nhưng với đầu số 087 của nhà mạng Itel thì trị giá chỉ tầm 20 triệu quay đầu. Đấy, vì sao? Vì nhà mạng Itel là một nhà mạng con ở Vinaphone và hiện tại thì chưa được quyền chuyển mạng giữ số. Đồng thời cái nhà mạng này ấy, thì chất lượng sử dụng dịch vụ ấy, phụ thuộc hoàn toàn vào Vinaphone. Sử dụng chung tất cả mọi thứ của Vinaphone, từ sóng, từ cơ sở hạ tầng cũng như mọi phương án dịch vụ. Thế nhưng nhà mạng này có một cái ưu đãi ấy, đó là gói cước dành cho 4G thì khá là ổn. Anh em sử dụng số SIM mạng Itel ấy, thì cũng lưu ý là thợ SIM như mình thường thường ít khi muốn mua lại đầu số 087. Thế nên đầu số này, dòng SIM này thường thường không được giá cao. Anh em cần lưu ý điều này trước khi mua SIM. Minh Ami thẩm định tất cả về SIM số đẹp.